Alo, và chúng ta cùng đến với trận thi đấu bản lề trong C3. Tỷ số về C vẫn đang 1-0. Và tỷ số về trận ở trong C3 cũng đang là 1-0. Găng. Vâng, đây là Tiểu Bạch Long là người... À vâng, Tôm là người cầm Baby. Tiểu Bạch Long là người cầm Seng ở phía ngoài. Baby bài này nếu cần thiết thì vẫn dâng ra và chém cho Seng được nếu Seng có thế đánh cung. Gunny là người cầm AC ở phía trong. Và cuối cùng Vô Thường là người cầm Greg. Còn ở phía bên kia thì có Max C, AC, Seng và Greg. Còn bên này thì là Seng, Greg, Baby và AC. Vâng, xem như là cần đi. Bài này bên mình có AC nhưng bên người ta lại có Max C. Vậy xem như bài vâng kèo cần đi. Theo dõi màn hình máy của Vô Thường ở những thời điểm đầu xem. Một bài hiêu về. Dừng rú. Tương đối ổn. Vâng, bãi quả phụ có voi phía trên. Một bài đẹp. Một bài đẹp dành cho Greg của đối thủ phi thường. Vâng, chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu bản lề ở trong trận đấu thứ 3. Mọi thứ vẫn đang rất ngổn ngang. Quân bài thì cũng xem như là cân cân thôi. Vô Thường đang là người cầm Greg. Một bài này là một bài tương đối tươi. Là một cái hốc bé bé ở phía trong. Phía trên vẫn đang còn đàn hiêu cạnh bãi vàng nữa. Nhưng cái hốc này cái hốc cũng tự đào vàng được. BM sẽ bên cạnh BB. Còn BL thiết kế hẳn phía ngoài để cho nó rộng rãi. Sóc những con chém nó ra ngoài đi cho nó dễ. Không phải vướng ai hết. Chưa ai lên đời. Bên kia đánh khá nhiều dân. Đây là BM. Và đây là BL. Vâng rồi, đây BL rồi. Chốt một E là kín phía dưới. Bãi vàng cũng cần khoảng 2-3 E gì đó nữa. Cũng là kín thôi. Kích đời như vậy là 10-10. Rồi như vậy là muốn khung to ra thêm một chút nữa. Ngựa giò bắt đầu đẩy. Hướng xuống 6 giờ.
bản này có kem xăm 9 giờ đúng là dị quá, nghĩa không có đâu. Bé quá. Diện tích ở dưới đấy là rất bé. Lao xuống phía dưới góc 6 giờ. Đóng một BG. Muốn vâng ra ruộng ngay ở vị trí gần với bãi vàng. Có BL phía ngoài bảo kê. Tạm thời là như vậy. Vâng, đóng G xong đi ăn hoang. Cũng chưa biết được nào mà lần. 24/32. Con ngựa giò là lao thẳng xuống đến 6 giờ. Như vậy gặp 1-6 luôn. He he là người cầm. Xem hay cái gì đây? Xem đánh chém ư? Úi dồi, úi dồi. Rồi. Mất hai nông dân ở phía dưới này. Hơi đáng tiếc. Nhưng bắt đầu cũng ăn được nông dân của he he. Công giáp là đầy đủ tuần này. Rồi, ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi. Rất tốt. Tiếp tục chơi vào bãi vàng của cái thủ he trong tuần này. Màn hình máy của game thủ tôm 27/32. Vẫn chưa lên. Tiểu Bạch Long cầm sen. Và cũng đánh chém bài này, cũng đã có bánh xe. Khung rộng ra phía ngoài. Nên nhớ là phải chốt e những vị trí nhạy cảm. Thêm BA nữa. Và bây giờ thì màn hình máy thủ Gunny AC. Thôi rồi, tiếp tục quay trở lại với vô thường. 23/40. Chơi tiếp vào nhà thủ he he. Ôm chết he he tên này thì là tươi. Vâng, he he là người cầm sen. Vẫn chưa cắm được cái nhà BI thì phải. Chết con giò đi. Không, như vậy vẫn chưa chết giò tên này. Vẫn chưa chết giò. Chịu khó vâng làm một cái khe bé bé dưới này, vài cái ruộng để có thể ra đều được 1L. Trước mắt là như vậy đã. Màn hình ở phía bên này, Tiểu Bạch Long xem. Đầu cánh phía bên này tham lai xem vẫn là 30. Quét tạm qua nhà của thủ Van Lớp là người cầm Greg. Sau đó thì đẩy sâu phía trong nhà của cái thủ màu 5 là người cầm Max C thì phải. Vâng, 33/40 là tham lai hôm nay đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Gunny bắt đầu tham lai 49 và đẩy ra phía ngoài. Rất tốt. Gunny vẫn đang rất dẻo với những con cung R của AC. Thế còn vô thường giữ được tham đầu cánh không? Vẫn 23/40. Tạm thời. Và tiếp tục đến với Gunny. 53/64 là tham lai hôm nay. Ruộng ra đều. Có nông dân ăn gỗ một cách đều đặn. Như vậy là vẫn ổn với game thủ Gunny trong tình huống này. Bên kia màu 6 sen vẫn đang ra đều và đà. Như vậy là vâng, vô thường nhất quyết phải cắm được một cái y vào nhà sen đi. Cung R, vâng, cung R của cung R của thủ màu 7 cầm AC. He he là à, vâng, tí là người cầm AC. Vẫn đang ra đều cung R. Căng đấy. Căng đấy. Một bài mà game thủ vô thường đã thất thế. Bây giờ thì nếu tí ra đều thì game thủ Gunny cũng gặp nhiều khó khăn. Cánh bên này đã thông hay chưa? 28. Như vậy có y lao vào phía trong. Nổ chưa? Nổ. Lao vào phía trong. Hoàng Mai Nhi sẽ là người yếu sau tuần này. Lùi đi, lùi đi. Rồi, như vậy là Hoàng Mai Nhi yếu lắm trong tuần này rồi. Yếu lắm. Rồi, tạm ổn. Tiểu Bạch Long vẫn giữ 28 và đang cân đôi ở thời điểm này. Nhưng tôm thì là hơi lâu rồi đấy. Úi dồi, tôm kìa. Tôm binh lủng lắm. Tham lai 29. Tiểu Bạch Long tham lai 27/44. Tiểu Bạch Long đã cân đôi khá tốt. Nhưng bây giờ thì những con y Max C đang làm cho game thủ Tiểu Bạch Long cảm thấy khó chịu vô cùng.
Gunny tham lai vẫn 71 nhưng chuẩn bị chơi, bị chơi của Imaxe cộng với những con cung AC của tuyển thủ Ehe. Máy hình máy tuyển thủ vô thường, tham lai còn 19, chém không còn nhiều. Vâng, AC thì đang đứng quân khá khéo để có thể chặn đường đi quân của tuyển thủ Gunny. Nếu Gunny lỗi một tên thì AC, vâng, cánh ở phía bên này hoàn toàn có thể bị mất. Còn cánh bên kia thì tôm nuôi binh lùng đã mất lâu rồi. Tham lai 36 đến từ game thủ tôm. Bây giờ thì cố gắng lùa theo những con đi để rỉa rói trước khi nó đến nhà của game thủ Gunny. Gunny cũng cố gắng đang rỉa y. Lại tiếp tục vẽ ruộng. Phía trong có hốc, có những con y đang đâm một cách thoải mái. Vâng, y đã tới. Và AC của tí cũng lên hay chưa? Đây màn hình máy của thủ Gunny. 90 trên 100 là tham lai hôm nay. Vâng, AC cũng đã tới. Max C tới và AC tới. Tôm lui không thể chui hốc mà lên được cung A. Đấy, mọi thứ đang trở nên khó khăn. Mũi tên AC bắn ra như mưa. Như những con y của Max C vẫn đang lầm lì tiến vào phía trong. Như vậy Gunny tên này vẫn giữ được nhà. Nhưng quan trọng tí ở phía bên kia vẫn chưa thấy mặt mũi của tí đâu. Tiểu Ích Long đầu bên này thấy tí chưa? Vẫn thấy cái đuôi của tí thôi, đuôi chuột thôi. Bây giờ xem tôm xem. 39. Đã lên được cung A. Vâng, đã lên được cung A hay áo. Và lớp táo bạo sang bên này đào vàng. Vâng, rỉa hết chỗ này. Và sau đó thì cá hồi ở ngay vị trí nhà cũ của mình luôn. Cũng ổn. Thế còn bây giờ đến Gunny xem Gunny bắt đầu đẩy hay chưa. Cũng chưa. Gần được lít thôi. Gần được một lít. Vâng, 109 trên 140 là tham lai này đến từ game thủ Gunny. Đang thủ khá nhiều cung R ở những vị trí nhạy cảm, bơm đồ cho đồng đội để cùng phát triển. Nhưng bây giờ thì Imaxe đẩy quá đông vào nhà cái thủ tôm. Tôm đâu? Tôm lại xuống 20. Tôm ngày hôm nay có lẽ là phải đeo thêm bình oxy cho tôm thôi. Tham lai bị đè lên quá mạnh. AC ở phía bên kia đang rất to. Căng cỏ. Tiếp tục AC đẩy thêm một tên mới nữa. Màn hình máy của thủ Tiểu Bạch Long. Mất tham còn lại 24 thôi. Vô thường thì sao? 17. Quản lại nhà xem một tên nữa. Và bây giờ thì Gunny 99. Vẫn chưa lên được ba con số. Tí nữa là y Maxe kẹp vào. Vâng, có y Maxe nó cực kỳ lợi hại. Vâng, 108 trên 152 tham lai lúc này đến từ game thủ Gunny. Nhưng bây giờ thì phải chịu cả AC của tí và chịu cả Max C của game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đang siêu khó chịu với những con y của Max C. Không biết y đóng ở chỗ nào mà ra cực kỳ đều vào nhà game thủ Gunny. Mệt đầu. T
Tiểu Bạch Long bây giờ thì quản lại nhà của Chán Đời một tuần. Cũng Greg thôi. Xem thi đấu với Greg, đã chơi Greg sâu ở những thời điểm đầu. Nhưng bây giờ thì IMAXC nó quá khó chịu, AC cứ bơm đồ thế thôi. Vô thường tạm lại 2-3 lại lọt này. Nhìn toàn thương binh 3/4 thế này. Cũng hay cắm ở đây như ai ấy. Và bây giờ thì tiếp tục đến với Gunny thôi, tham lai 3 con số ở đây. Một trăm linh tám và 106/164 ở tham lai lúc này. Tham lai đè xuống một chút nhưng sẽ sớm vòng lên nếu Maxe vẫn cứ chảy y đều. Bên kia không biết có ai lên 4 hay không nữa. Một cái tham lai to như thế này thì AC hoàn toàn có thể bơm cho phần còn lại. Đấu quân chỗ này thì game thủ Gunny vẫn thắng thôi. Nhưng lại lùi về phía sau để có thể bắt được y. Gunny đang sóc cực kỳ mỏi tay. Phía trong có bãi vàng và đất đóng ruộng là rất nhiều. Có ai chui vào trong này mà hồi không? Đầy đất ở phía trong. Lại có cả thêm bãi vàng khuyến mại. Rồi, bây giờ thì đóng đờ, nâng cấp đào vàng. Nhưng bên kia tôi nghĩ rằng có nhà đang chuẩn bị dục dịch lên rồi. Bên này là vô thường. 19/32. Đấy, có y đây. Độ nguy hiểm đến từ game thủ vô thường bắt đầu tăng dần theo thời gian. Tham lai chạy ngang và đang có dấu hiệu là đè lại một tí. Nếu bên này hồi được. Tiểu Bạch Long tham lai ba xịt. Bắt tiếp nông dân ở phía ngoài vệ tinh của tí đi. Rồi, nhiều nông dân phía ngoài của thủ Van Lâm sẽ nằm xuống tuần này. Bây giờ thì Tom Grui. Ôi. Rồi, mỗi lần chuẩn bị xem tham của Tom thì quay sang hỏi ý kiến của Hồng Anh thôi. Tiểu Bạch Long lại 32. Còn Gunny bây giờ thì làm... À vâng, đây rồi. Vô thường đục rồi không thì tí nữa xem thôi. Thì chỗ đấy tôi nghĩ rằng... À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây màn hình máy có thủ vô thường. 2-3. Có thêm những con cung nở vào nữa hay không? Gunny có bổ sung thêm hay không? Đây này, đây này. Ui, phía trong vẫn đang thủ nhiều cung nở lắm. Chưa có tác dụng nhiều trong tơ ni này. Lá vào ăn dân nhưng bây giờ thì... Bây giờ thì... Ui giời ơi. Vâng. Ông đầu trên, ông đầu dưới, ông thông cho. Nát hết cả hốc. Tham lai lại mất và lại bị đè lên. Bây giờ thì gắn đi. Gunny không biết đã kích hay chưa. 100. Vâng, không biết đã kích hay chưa nhưng lượng vàng bây giờ cũng khá khá đấy. Tôm xem nào. Tôm vẫn 20. Thế còn Tiểu Bạch Long ở đầu phía bên này. Ô này, Tiểu Bạch Long lại đục được phía bên này nữa này. Đấy, Tiểu Bạch Long tinh tế tên này đấy. Vào nhà cái thủ 17 nữa đi. Một tên nữa đi. Vâng, trận trước thì Tiểu Bạch Long và cái thủ Van Lớp thi đấu có thể nói rất mãnh liệt và bản đồ thì có hai người. Còn trận đấu này thì bản đồ dường như cũng không có hai người luôn. Xem. À không, đây Tổ quốc ghi công Tiểu Bạch Long tên này này. Nếu mà ngon là Tổ quốc ghi công đấy. Chơi này Tiểu Bạch Long đang đi rất nhẹ, nói rất khẽ nhưng không. Ngang vô thường tuần trước. Ở đây này, đây này. Đây này, vâng, tha hồ thôi, Tiểu Bạch Long cứ thế mà chén thôi. Vâng, 119/200 là tham gia lúc này đến từ đến thủ Gunny. Đã lên 4 xong rồi, xong được những con hot chưa? Xong được những con hot và nâng được cái bắn trận thì y xem, y Maxe xem như phế luôn. Ui giời ơi.
Sao mà địch nó cứ ào ạt nó vào thế này. Thôi. Đấy, đang bị ô ba rồi. Đỡ được tên này là thắng đấy. Đỡ được tên này thắng chặt. Vì ở nhà Tiểu Bạch Long đang móc rồi. Vâng, ở nhà phía trong thì Tiểu Bạch Long móc được rất nhiều dân rồi. Bây giờ tiếp tục đến với Gunny. Xem có đỡ được tên này không. Đỡ được tên này win chặt luôn. Hót ra. Đóng thêm ma đi. Ở trong rất nhiều đồ kìa Gunny đồ. Vâng, mặt cầm đồ khác. Rất nhiều đồ. Bây giờ đang cực kỳ nhiều đồ. Thôi, em xin. Ôi, đen ruộng chạy. Chỗ nào cũng chạy. Lùi hết. Vẫn chưa lùi, anh vẫn đang hùng hăng lắm. Ô, cho cái cung nào giãn rồi này. Ô, cung nào giãn hết luôn này. Hay nhỉ, những con hot đúng là chương đồng hài khác. Khác bọt thật. Ui giời ơi, vẻ ruộng. Vâng, như vậy là Tuấn Lưu Danh đã đi sai rồi. Và Tuấn Lưu Danh vâng không ốp thành công. Và win chặt. Em không được nghe tiếng của anh Tuấn Thiên Hải đâu. Luôn. Vâng, như vậy là 2-1 cho Thái Bình. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với chung kết đầu tiên của Hà Nội ở trong C3 thôi.